Thân xác tôi ở trái đất, nhưng hồn tôi không phải ở thế giới này. Họa sĩ Đoàn Nguyên cho hay, không phải Street Fighter cả ca đến mức dám gọi người họa sĩ này là điên, mà chính vì họa sĩ này tự nhận xét bản thân như thế. Có lần, người họa sĩ này điên đến mức uống cả lọ sơn rồi phải nhập viện. Ông chỉ chia sẻ lên trang cá nhân rằng, sơn màu của hội họa, nó cũng gắn liền vào da thịt gặp, nên không thể nói nó là dơ bẩn được. Tôi thấy nó rất thơm, nên thử nuốt vào. Xem qua những bức tranh của ông, ta tự hỏi con người phải đạt đến bậc tinh hoa nào mới có thể mang đến những nét thăng hoa như thế.